Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 3/6 của bài 21, cũng là phần cuối của cái bản từ. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Từ kế tiếp đó là từ thứ 18 là nà xe. Nà là nào? Xe à, là những? Nà xe là những cái gì đó nào? Âm à, ông ấy Việt là ná và ta thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa. Ví dụ những người nào là nà xe rện, những quyển sách nào là nà xe su, những công ty nào là nà xe cung sơ. Từ xe trước đây chúng ta cũng gặp rồi và chúng ta lưu ý là phía sau từ xe không có lượng từ. Như vậy là những quyển sách nào chúng ta nói là nà xe su chứ không có nói là nà xe bình su. À, xin mời mọi người chúng ta cùng xem các cái ví dụ ở bên dưới nha xin <laughs> quên là xin hỏi nà xe su sư ta nà xe su là những quyển sách nào sư ta có nghĩa là sư ta su là sách của anh vậy xin hỏi những quyển sách nào là sách của anh vậy trời xe sư xe những quyển sách này là của tôi à, sư là của tôi À, một ví dụ nữa, xin quên na xe rển xin si nỉn phẫn vô, xin quên na xe rển xin hỏi những người nào xin nín phẫn vô là bạn của anh vậy, xin hỏi những người nào là bạn của anh vậy, na xe rển suồ phẫn vô, na xe rển những người đó những người kia suồ phẫn vô là bạn của tôi. một ví dụ nữa, xin quên Chin <laughs> khai Hu xin hỏi hôm nay họp à, hôm nay họp có cuộc họp ha khai Huy là động từ họp. của giao ban là xe sư diễnn của giao ban là tôi phải làm những cái việc gì hoặc là gọi giao chua là xe sư diễnn tôi phải làm những việc gì là xe cung cho cũng được trừ giao lý trình sửa lại trừ giao là chỉ cần lý Trù sửa lại bạn đến đúng giờ hoặc là anh đến đúng giờ chỉ cần anh đến đúng giờ Trùn là chữ chuẩn có nghĩa là đúng Còn chữ sửa là sửa chén là thời gian Như vậy là trùn sửa là đúng giờ Trừ giao nữ trùn sửa lại chỉ cần anh đến đúng giờ Chiêu xe thiên xe ti là Chiêu là thì xe thiên xe ti là Tức là thì cảm ơn trời đất rồi Xe thiên xe ti là cảm ơn trời đất Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào trời xế xế là trời Xin quên nà xe su ta Trời xe su sư 请问哪些人是您朋友？那些人是我朋友。请问明天开会，我要办哪些事情？只要你准时来，就谢天谢地了。 Kế tiếp nữa, chúng ta tìm hiểu từ thứ 19 là sầu suy. Sầu âm hóa Việt là chữ thủ và suy là chữ tục. Sầu à, suy là thủ tục, vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình. Cũng không có từ nào để thay thế. Sầu suy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xèo nì suy nở? Xèo liền, nì suy nở? Bạn Lâm mà bạn đi đâu vậy? Nì suy nở? Ồ, suy ban, y xe sầu tôi đi làm ece thủ tôi đi làm một số thủ tục, lại làm một vài cái thủ tục. 你要辦什麼手續? Bạn muốn làm thủ tục gì vậy hoặc là bạn phải làm thủ tục gì vậy? 什麼手續?辦入學手續, Từ 入, không là nhập và xẻ không là học ru xẻ là nhập học. Ru xẻ thủ là thủ tục nhập học. Ban ru sẽ sổ si làm thủ tục nhập học. Chỉ đèn huế lại, chỉ đèn huế lại cũng được. Tức là có số vùng người ta, cái từ lại ở đây á, người ta không xem nó là động từ mà nó là bổ ngữ chỉ xu hướng, tức là về đây. Cho nên từ lại ngay chỗ này nó lại đọc rất nhẹ là huế lại. Chỉ đèn huế lại, à, mấy giờ về? Ta cai sư tiền ban, ta cai sư tiền ban, khoảng 4 giờ rưỡi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xeo liến, ni suy nả I go ban do some procedures. What procedures do you tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 20. Pan Wang. Pan Wang là mong chờ. Pan là Pan quan này có nghĩa là mong chờ cái điều gì đó xảy ra, mong chờ thư của ai, mong chờ mẹ đi đâu đó về đều dùng từ pan quan này được. Âm hán Việt thì từ vọng vẫn còn thấy dùng, còn từ phán thì không thấy dùng ở đâu nữa. À, trong chờ hoặc là mong chờ. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Wo pan quan chào rứa huệ lai. Tôi mong chờ bố chào rứa là sớm một ngày sớm sớm có một ngày gì đó nhưng mà mình có thể dịch là sớm thôi được rồi của pan quan ba bà chào rứa huệ lại. tôi mong chờ bố sớm về trở về hoặc là tha pan Wang chào cơ hậu cung cho tha pan Wang chào cơ hậu cung cho anh ấy mong chờ hoặc là anh ấy mong tìm được một cái công việc tốt tha pan quan chào cơ hậu cung cho một ví dụ nữa, sữa tôi sửa phân là phó từ chỉ mức độ mức độ rất là caoữa phânnhan cũng như là rất là mong chờ trai là được gặp lại bạn tôi rất mong chờ được gặp lại bạn củaữ Vinhan Quanang Tony kế tiếp ta có từ thứ 21 À, từ 21 là show, show ở tiếng Việt là chữ thu thì vẫn còn dùng ở trong tiếng Việt của mình. Có nghĩa là nhận thôi, mình hay nói thu nhận á. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nì show to quảng sơn sơn tờ xin là ma. Nì show to quảng sơn sơn tờ xin là ma. Bạn có nhận được thư của ông Vương chưa? Show to là nhận được, từ tao đây làm bổ ngữ chỉ kết quả. Nì show to quảng sơn sơn tờ xin là ma.

Giao ta phán mãn cần ông ấy giúp. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Wo pan wang ba ba zao ri hui lai. Ta pan wang zao ge hao gong zuo. Wo shi fen pan wang zai jian dao ni. Ni shou dao Wang xian sheng de xin le ma? Wo mei you shou dao. <laughs> cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 21 là hủy xin. Hủy xin. Hủy là hồi là về, còn xin là thư. Hủy xin là âm phong việc là hồi tính, có nghĩa là cái thư trả lời. Hoặc là hồi âm, thư hồi âm. Đó. Hủy xin. Ví dụ tận thì hủy xin, tôi chờ thư trả lời của bạn nhé. À, tôi chờ hồi âm của bạn chúng ta xem ví dụ bên dưới nào hảo chiều lá quả sải sô tô xeo tờ hủy xin hảo chiều lá rất lâu rồi quả sải sô tôi mới nhận được xeo quảng tờ hủy xin thư trả lời hoặc là thư hồi âm của bạn vương từ sải đây là mới chỉ cái điều gì đó rất là muộn màng, rất là khó khăn hoặc là trải qua một cái quá trình dài mới hoàn thành được thì chúng ta dùng từ sải ví dụ 10 giờ nó mới ăn sáng à, thay vì ví dụ bình thường là 8 giờ bây giờ 10 giờ mới ăn sáng thì dùng từ sải này Thá sử tiền sải sư phan sử tiền sải sư phan 10 giờ mới ăn sáng hoặc là phải 3 năm tôi mới xem xong cái quyển sách này Sánh nhẹn. Hòa sải khan quản rơi bình như vậy là cái quá trình rất là dài Hoặc là tôi phải nói rất là nhiều lần Cô ấy mới chịu đi ăn với tôi chẳng hạn Rồi thì À, chúng ta cũng dùng từ sải này tha xin lì so sợ mờ tha xin lì so sợ mờ trong thư của bạn ấy nói gì trong thư bạn ấy nói gì tha xin lì so sợ mờ tha số chơi chín tha thay mạng là tha số chơi chín tha thay mạng là anh ấy nói là gần đây anh ấy bận lắm mỹ dù sửa chén sẽ xin mỹ dù sửa chén sẽ xin không có thời gian viết thư Thá trên mạng Thá chấm trên mắt mạng là tại sao, tại sao bạn ấy bận như vậy trên mạng. Tại sao bạn ấy lại bận như vậy. Thá chấm ở bên bên Y bên, rồi đến một cái hành động gì đó. Rồi y bên, rồi một hành động gì nữa. Có nghĩa là vừa, cái hành, vừa tiến hành cái việc này, vừa làm một cái việc khác nữa. Ví dụ như y bên cung chua, y bên xỉ như trong đây thì có nghĩa là anh ấy phải vừa làm việc vừa học tập. Y bên hơ cà phê, y thích yin duyê. Như vậy là vừa uống cà phê vừa nghe nhạc. Y chua chua yê, y thiên yin vừa làm bài tập vừa nghe nhạc. Rồi chúng ta nhớ y rồi đến một cái động từ, rồi y là một cái động từ khác nữa. Có nghĩa là vừa, vừa. Chúng ta lưu ý như vậy.

Nguyễn lại như Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 22 là ti trự Ti trự là địa chỉ Âm hóa Việt là địa chỉ Và chúng ta cũng còn dùng cái từ này trong tiếng Việt của mình à, chúng ta xem ví dụ bên dưới nào Lì tiên sơn niến họ Lì tiên sơn niến họ à, Xin chào ông Lý Niến họ hảo chiều buổi chén là Niến họ hảo chiều buổi chén là Dạ chào anh à, Lâu rồi không gặp hảo chiều buổi chén là Tuy à, đúng vậy. chơi chiên nín cho sầm mơ cung cho à? Chuy chiên nín cho sầm mơ cung cho à? Gần đây anh làm anh làm việc gì vậy? Tức là anh làm nghề gì? Gần đây anh làm nghề gì vậy? Wò chai rư yue mau yi cung sư cung cho. Wò chai rư yue mau yi cung sư cung cho. Tôi làm việc ở công ty Nhật Nguyệt rư. Rư yue là Nhật Nguyệt. Mau yi cung sư là công ty thương mại. Tôi làm việc ở công ty thương mại Nhật Nguyệt. Nên công sư, tại sớm ở tây phán đó? Nên công sư, tại sớm ở tây phán đó? Công ty của anh ở đâu vậy? À, tại sớm ở tây phán cũng giống như Tại nãy à, công ty của anh ở đâu vậy? Tại tây Quận, Tại tây Quận, Quận này là quận, tây Quận là quận nhất Tại tây yên Đây là công sư của công sư Đây là công sư của công sư Đây là địa chỉ của công ty tôi à, Lúc đó ông ta có thể đưa Cái danh thiếp ra hay là gì đó

Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ hai mươi ba là từ an an âm hán việt là từ án à, có nghĩa là thứ nhất là dựa dựa theo dựa theo cái gì đó thứ hai là an có nghĩa là ấn hoặc là bấm ví dụ như an luyện là bấm chuông an mổ là đấm bóp hay là massage đó là từ an này à, chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới to bày chiến gì hô tỳ do chẳng cái quá sẽ xin à sau khi đến Bắc Kinh à, to bày diễn dị hô nì giao sáng cái xin à. À, bạn phải thường xuyên à, chứ sáng đây là thường kể quá xe xin à, là viết thư cho tôi nhé là tôi biết rồi là tôi biết rồi .可是我没有你的地址.可是我没有你的地址, nhưng mà tôi không có địa chỉ của anh an miễn phiên sang bạn cứ dựa vào địa chỉ ở trên danh thiếp á an miễn phiên sang kể qua xẻ xin, viết thư cho tôi là được rồi à, chiêu hào có nghĩa là là được rồi giao an miễn phiên sang thờ ti trữ kể qua xẻ xin, một đoạn nữa Mình tao của của Miễn thiên là ngày mai, nì tao ở nhà, hồ khi bạn đến nhà tôi. tao ở nhà, xin an liễn vui lòng bấm chuông. khai mệnh, tôi sẽ đi mở cửa. Anh liễn là bấm chuông. Từ liễn đó, mới nói Việt là chữ linh, phong linh là cái chuông gió đó. Còn mệnh liễn là cái chuông cửa, nói chung anh liễn là bấm chuông. Giao sư thỉnh tiên tờ hoa, chứ làm sao, Giáo <laughs> sư là nếu như giáo sư thỉnh tiến tờ hoa, nếu như mà cúp điện chưa trầm ở bàn thì phải làm sao? À, giáo sư tờ hoa là một cấu trúc. À, nếu và nếu không có cái tờ hoa phía đằng sau cũng được, giáo sư thỉnh tiến cũng được. Giáo sư thỉnh tiến chưa trầm ở bàn, nếu cúp điện là là thì làm sao? Giáo sư thỉnh tiến nếu như cúp điện, nị cái hòa tả cơ tiến hoa hảo là à, nì kế của ta có tiếng hoa là bạn cứ gọi cho tôi một cuộc điện thoại là được rồi uh, chi, uh, hoặc là họ là có nghĩa là được rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào to bảy chín gì hô nì giao trắng cái xin à tôi biết an sang cái

À, trong từ niêm phong thì chúng ta cũng còn dùng từ này à, hôm trước chúng ta có từ phấn không á chúng ta gặp nó là lượng từ à, y phân xin là một bức thư lèn phân xin là hai bức thư thế bây giờ xin phân nó không dính dấp tới cái lượng từ nữa không có liên quan mà xin phấn có nghĩa là cái bao thư cái bì thư bên ngoài á cái bao thư là xin phân ví dụ như một cái bao thư là chỉ có xin phấn. liền có xin phấn hai cái bao thư hai cái bì thư cũng được Chúng ta xem ví dụ bên dưới nào. Xẻo lì trơ sư sủy tờ xin nè. Xiao lì trơ sư sủy tờ xin nè. Bạn Lý à, đây là thư của ai vậy? Trơ sư sủy tờ xin nè. Sư xiao cao chi lại tờ xin. Sư xiao cao chi lại tờ xin. Là cái thư mà bạn cao gửi đến. Chi lại là gửi đến. Xiao cao chi lại tờ xin. Cái thư mà bạn cao gửi đến. Nì khan. Xin phấn sang dù tha tì trừ mà. Nì khan là bạn xem xin phân sang là trên bì thư hoặc là trên cái bao thư. Dù tha ti trừ má có địa chỉ của bạn ấy không hoặc là có địa chỉ của cô ấy không. Dù à, nì giao thá ti trừ can sâm à. Nì giao thá ti trừ can sâm à. Có ạ. À. Nì giao thá ti trừ bạn cần địa, địa chỉ của bạn ấy để làm gì? Can sâm à. Wata soan mai tung chi thá? Quả tà xoan là tôi dự định và là tôi định mài y xe tôn gì mua một ít đồ chi cày thá là gửi cho cô ấy. Nì khan sang thá là ba khan sang tức là chấm ai đó để ý ai đó hoặc là thích ai đó. Nì khan sang thá là ba bạn để ý cô ấy rồi à? Bạn chấm cô ấy rồi à? Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xéo lì trơ sư xin Sư chi <laughs> lại tờ xin. Nì khan xin phân sang dù tha tì trừ mà. Dù à, nì giao tha tì trừ can sở mò. Ủa tà xoan mãi xe tông xí chi kể tha. Nì khan sang tha lơ ba. Và sau đây chúng ta tìm hiểu một số các cái danh từ riêng. Thứ nhất là mì chè ở. Mì chè ở là tên riêng của một người. Mì chè gì đó. Thứ hai là lì hỏa. Lì hỏa là lý hoa. À, chữ hỏa này là chữ hoa nằm trong từ trung hoa đó. Trung hỏa là trung hoa. Thứ ba là mà Ly Mà Ly là Mary. Và đến đây mình xin kết thúc phần 3 trên 6 của bài 21. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào. Chúc mọi người học tốt môn ngoại ngữ này nhé.